Hello, chào mọi người. Bây giờ đang là 6 giờ sáng. Kiểu không hiểu sao hôm nay là cuối tuần nhưng mà mình lại không ngủ được ấy. Xong hôm nay cũng muốn làm video nên là chắc hôm nay lại là một video vlog đơn giản về những gì hôm nay mình ăn trong ngày. Cuối tuần không giảm cân, ăn những thứ ngon nhẹ. Và bây giờ thì hãy cùng với mình bắt đầu ngày hôm nay nhé. Đây là bánh mà tối hôm qua mình đã đi mua ở gần nhà, hai cái bánh giảm giá. Ăn chưa? Là bữa sáng thì mình sẽ ăn bánh này. Thôi bánh này để ăn vặt thôi. Mình sẽ ăn bánh này, mình không nhầm lầm, cái bánh cheese. Mình thấy cái bánh này ăn nóng không ngon mọi người, nên là mình sẽ cho vào trong cái nồi này. Dọn cái bánh ra. Đưa. Kiểu đã lâu lắm rồi mình mới ăn sáng mà lại còn ăn bánh ngọt vào buổi sáng nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cũng nên cho bản thân một vài hôm như vậy. Chứ nếu mà ăn kiểu cứ theo kiểu giảm cân mãi thì mình nghĩ là mình sẽ rất là buồn bực. Mà dạo này đông đến rồi, lạnh rồi ấy, nên là càng muốn ăn nhiều đồ ăn hơn ấy, mọi người. Nhưng mà vì cố vẫn muốn kiểm soát được cân nặng thì nên là mình cũng vẫn phải tém tém cái miệng lại. Nhưng mà tuần vừa rồi thì mình đã có rất là nhiều công việc, rất bận bịu. Thế nên là cuối tuần này mình quyết định cho bản thân một ngày nghỉ, ăn những gì mình muốn ăn đó. Nhưng mà chắc là ăn xong thì mình sẽ nên đi ngủ tiếp. Tự nhiên bây giờ ăn xong kiểu căng ra bụng trùng ra mắt ấy, lại buồn ngủ. Nên là hẹn mọi người vào bữa trưa nhé. Bye bye. Hello mọi người, hiện tại mình đang trên đường để đi ra siêu thị mua đồ nấu tteokbokki. Tại vì hôm nay người yêu mình đến ăn trưa cùng mình, kiểu anh ấy bảo là thích ăn tteokbokki. Thế là hai đứa tự nhiên thèm tteokbokki, thế là quyết định là buổi trưa nay thì sẽ nấu tteokbokki tại nhà. Bây giờ thì sẽ cùng làm bữa trưa mình nhá. Và bọn mình bây giờ đã vào siêu thị rồi. Và hôm nay thì bọn mình sẽ ăn một cái recipe khá đặc biệt tên là Chimhaesae tteokbokki. Thì đây là một cái trend mà mình thấy kiểu mọi người hay ăn đấy. Và đây cũng là cái món mà người yêu mình chỉ mình. Thế nên là bây giờ bọn mình sẽ đi mua nguyên liệu. Nhưng vấn đề bây giờ bọn mình đang không biết là nên mua cái meal kit tteokbokki, kiểu nó bán sẵn nguyên liệu rồi, hay là mua từng thứ về một ấy. Nên là từ từ để bọn mình xem giá cả thế nào rồi sẽ đi mua nhá. Một hồi cân nhắc chắc là bọn mình sẽ đi mua cái meal kit kiểu này này. Tại vì là nếu mà ăn hai đứa thôi mà mua nguyên liệu về xong ăn hết thì sẽ kiểu để rất là phí. Nên là tôi sẽ đi chọn nguyên liệu nhanh thôi. Cái này cho hai người này. Bây giờ thì sẽ cùng tôi đi mua sữa gạo nhé. Và mọi người nhìn thấy có quen không? Đây chính là cái loại mà mình định cho vào tteokbokki ngày hôm nay, là Chimhaesae. Tự nhiên mình quên mất là ở Việt Nam nó gọi là gì nhỉ? Chắc cũng như vậy đúng không? Cái này là mình uống ở Việt Nam nhiều lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ mua hai chai về uống. Một chai để làm tteokbokki, một chai để uống. Hello, chúng mình đã mua đồ xong. Định kiểu mua hai đứa ăn linh tinh thôi, xong cùng mua một đống đồ như này. Và mình đã mua được hai cái nước gạo này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi về và làm tteokbokki đây. Let's go. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi. Và đây là những cái đồ nguyên liệu mà mình đã để ra sẵn rồi. Và đây chính là nước gạo Chimhaesae. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị làm đây. Mình sẽ giới thiệu mọi người xem nguyên liệu là gì nhá. Nguyên liệu đầu tiên làm tteokbokki
chính là tteokbokki này, và chả cá mình cũng mua thêm, rồi có cả xúc xích nhỏ mình cũng mua thêm này, xong mình còn mua thêm cả cái dồi lợn này để ăn kèm, rồi có cả trứng nữa, mình mua thêm trứng để luộc ăn. Và đây, đây chính là cái nước gạo achimesai. Trời ơi, mọi người phải ăn thử công thức này đi, nó siêu ngon luôn. Chờ nha, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm món tteokbokki nha. Sau đây thì mình sẽ đổ thêm cái bột ớt vào nha. Cái này thì nó là có sẵn rồi, mình chỉ cần đổ cái sốt này vào là xong. Ôi, bây giờ cái nhà mình nó đã thơm lừng tới mùi nước gạo rồi mọi người ạ. Ôi, cái nước sốt này ngon cực luôn ý. Tại vì cái nước sốt này nhá, nó nước sốt tteokbokki, xong rồi nó cho thêm cả cái bạn nước gạo này nữa này, thế nên là cái nước sốt nó ngọt, nó thơm cái mùi nước gạo cực kỳ luôn ý. Và cũng không bị cay đâu, nên những bạn nào mà không ăn được cay mà vẫn thích ăn tteokbokki nhá, thì đây là cái nước sốt rất 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 tuyệt vời dành cho các bạn. Trời ơi, ngon quá. Không hiểu ai đã nghĩ ra cái công thức này. Đây không phải là lần đầu tiên mình ăn cái công thức với cả cái nước gạo này, nhưng mà lúc nào ăn cũng thấy nó rất siêu, siêu ngon, siêu ngon. Bữa trưa tteokbokki của mình đã xong. Đây là món achimesai tteokbokki. Còn đây là achimesai đúng nhồm. Còn đây là nước gạo mình lấy ra để ăn chung với tteokbokki cho đỡ cay. Đây chính là dồi lợn. Trời ơi, ngon quá. Đánh ra đã xong rồi. Ok. Và esmita. Và bây giờ đã xong rồi, chúng mình sẽ cùng thưởng thức. Đầu tiên nhé, đó chính là tteokbokki. Wow, rất là ngon. Ta-da. Ngon quá. Trời ơi, tự nhiên uống cái này xong mình lại nhớ lại cái lần đầu tiên mình uống achimesai ở Việt Nam là 10 năm về trước. Xong rồi hồi đấy, những cái món đồ uống ở Hàn Quốc ấy kiểu là một cái gì đấy rất là xa xỉ với mình, nên là lúc mà uống cái này xong mình luôn cảm thấy là phải uống một cách rất là dè sẻ, không thì nó sẽ nhanh hết ý. Mình rất thích cái vị của cái hãng này, tại vì là nó ngọt lịm ý, xong nó còn thơm thoang thoảng nữa. Nó không phải quá là nước gạo kiểu truyền thống Hàn Quốc, mà nó kiểu hơi sữa gạo ấy mọi người. Mọi người hiểu không? Nên mình rất thích uống cái loại này luôn. Còn cái nước sốt này quá tuyệt vời. Và bình thường mình không hay ăn nước sốt của tteokbokki đâu vì nó cay ấy. Nhưng mà cái này hôm nay mình phải lấy cả thìa để ăn lấy nước sốt này vì nó quá ngon. Đúng là cái nước gạo quốc dân mọi người ơi. Hello, chào mọi người. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, mình đã tẩy trang, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ rồi. Thì kiểu mình đói quá ấy, mình không thể chịu được nữa, cùng mọi quyết định là mình sẽ đi ăn đêm. Tại vì lúc mình ăn tteokbokki xong ấy, kiểu nó no dã man luôn. Thế là mình bụng mình cứ ì ạch suốt cả buổi tối, nên mình cũng không định ăn gì nữa cả. Sau tự nhiên mình đang nằm xong mình đói quá, mình kiểu mình rất thèm ăn ấy mọi người. Cuối cùng là mình nghĩ à, tôi sẽ đi ăn. Và mình chỉ thèm ăn canh lòng ấy, Sunday cook ấy mọi người. Nhưng bây giờ mình sẽ đi ngay ở quán tầng 1 nhà mình thôi. Không có người ta mở, à, vẫn mở. Chỉ là một bát canh lòng thôi mà người ta cho ra một ống pan chan luôn. Ở đây ăn rẻ lắm, có mỗi 9.000 à, 9.000 một bát. Siêu ngon. Ui, nhìn canh lòng của tôi ra nó nóng hôi hổi nè.
Để cho thêm cả nghệ vào, thêm cả, mình hay gọi này là mắm tôm. Sau đó cho thêm cả tương ớt. Ui, không thì ăn nó sẽ rất nhạt đấy mọi người. Ngon quá. Tại bây giờ trời đang kiểu âm 7 độ, xong bây giờ mình lại ăn canh lòng ấy. Ngon dã man. Ngày xưa mình ghét ăn canh lòng cực kỳ luôn, mà cả lòng Việt Nam cũng không ăn bao giờ ấy. Nhưng mà tại vì là cái canh lòng nó rất là nhạt, không thấy có vị gì hết. Nhưng mà sau khi mà biết là phải bỏ thêm một cái tương này này để cho nó mặn hơn ấy, thì được ăn siêu ngon luôn. Canh nóng ngọt, nước này, xong rồi có hạt thịt, có hạt dồi. Mà rồi nó không bị cái vị tanh của mình tiết nhiều ấy mọi người. Rất ngon. Ở đây còn cho thêm cả dồi, dồi miến. Quá đỉnh. Mời mọi người ăn đêm đã. Ôi nhà đi. Bọn tóc kia mới rồi, mọi người ăn rồi kia quá. Rồi siêu mà. Đây sẽ là style ăn canh lòng của các ông chú. Ngon quá. Mình thích ăn kim chi này luôn. Ăn thử chứng cả. Ăn thử với cái canh lòng này. Sau mình đã ăn xong rồi, bây giờ thì mình định đi bộ một tí, nhưng bây giờ hơn 11 giờ rồi đấy. Cho mọi người xem cái thông của nhà mình. Ta ta. Và chắc bây giờ mình phải kết thúc video ở đây rồi, chắc phải đi lên rồi đi chuẩn bị đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn mọi người trong các video vlog tiếp theo nhé. Ôi hôm nay đã một ngày trích đây quá là thành công của tôi rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.